Giờ chúng ta sẽ test cái phần băng cassette trước. Không yêu và người chưa sang mở đi. Được cái đèn màn hình này để chúng ta có thể chuyển sang hoặc là tắt đi. Nó có một cái công dụng giống như đèn ngủ, và thứ hai là chúng ta làm đẹp hơn cái phần đèn vô này. Ok, xin cảm ơn tất cả các anh em đã chú ý lắng nghe, và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.